Từ tháng 4 năm 2014, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã bắt đầu triển khai và ứng dụng hệ thống thuyết minh tự động, giới thiệu hệ thống trưng bày thường trực phục vụ khách tham quan. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, hệ thống thiết bị cũ và dần lạc hậu, không đáp ứng được nhu cầu khách tham quan. Từ năm 2020, bảo tàng tiếp tục nghiên cứu nâng cấp ứng dụng công nghệ, kết hợp thiết bị truyền thống với ứng dụng quét mã QR, đồng thời cập nhật, bổ sung nội dung, ngôn ngữ và đổi mới cách thức tiếp cận thông tin cho khách tham quan. Audio Guide mới, ứng dụng trên điện thoại thông minh, tương thích với hầu hết các dòng điện thoại, dễ dàng sử dụng và tương tác với giao diện đơn giản, bắt mắt, dễ hiểu. Tính năng dùng app thuyết minh tự động còn giúp cho người dùng có thể xem được thông tin và hiện vật theo ngôn ngữ đã chọn mà không cần trực tiếp đến vị trí của tài liệu, hiện vật. Để sử dụng app thuyết minh tự động, du khách có thể truy cập vào đường link app bảo tàng -lịch sử vn hoặc có thể quét mã QR để tải ứng dụng tại quầy lễ tân của bảo tàng.